Nina-san, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Dược ngữ Hoa Sen. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một ngữ pháp mới trong chương trình ngữ pháp Minano Nihongo N5. Ra, sore de wa. Hey, Nina-san, koko wa doko desu ka? Koko wa tosukan desu. Chỗ này là chỗ nào? Chỗ này là thư viện. Và thư viện mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Vậy thì câu này trong tiếng Nhật chúng ta sẽ nói như thế nào đây? À đúng rồi, tôi sô cần quá vô gian cư di cả đà vô gồ yô ma đề đề. Và mẫu ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta sẽ học đó là cà đà ma đề. N1 cà đà, N2 ma đề. Có nghĩa là từ N1 đến N2. N1 và N2 là danh từ chỉ thời gian hoặc địa điểm, dùng nói về khoảng thời gian, khoảng cách. Chú ý, cà đà và ma đề không nhất thiết phải đi cùng với nhau mà có thể được dùng riêng biệt. Ví dụ, bưu điện từ 9:30 đến 5:30. Vậy thì câu này chúng ta sẽ nói như thế nào nếu như áp dụng một công thức vừa rồi? So desu ne. Yubin kyoku wa gozen kuji han kara gogo goji han made desu. Yubin kyoku wa gozen kuji han kara gogo goji han made desu. Ở ví dụ này thì chúng ta thấy là bạn này đi học từ nhà cho đến trường Uchi kara gakko made và Ichi jikan gurai mất khoảng 1 tiếng. Tức là Uchi kara gakko made Ichi jikan gurai kakarimasu. Ở đây Uchi kara và gakko made đều nói về khoảng cách từ nhà cho đến trường. Ở ví dụ tiếp theo thì chúng ta thấy nếu như chúng ta muốn hỏi là các bạn nghỉ trưa thì từ mấy giờ đến mấy giờ thì chúng ta sẽ hỏi như thế nào đây? So desu ne. Hiru yasumi wa nanji kara nanji made desu ka? Hiru yasumi wa nanji kara nanji made desu ka? Ở đây như chúng ta thấy thì các bạn nghỉ trưa từ 12 giờ cho đến 1 giờ chiều, tức là Hiru yasumi wa 12 giờ kara gogo 1 giờ made desu. Hiru yasumi wa 12 giờ kara gogo 1 giờ made desu. Và nếu như chúng ta muốn hỏi các bạn học đến mấy giờ thì chúng ta sẽ hỏi như thế nào? So desu ne. Benkyou wa nanji made desu ka? Vì kara và made không nhất thiết phải đi cùng với nhau cho nên câu này chúng ta có thể hỏi là nanji made desu ka? Như các bạn thấy thì các bạn này học đến 12 giờ, tức là Benkyou wa junichi made desu. Benkyou wa junichi made desu. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu có thắc mắc, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên Nhật ngữ Hoa Sen. Ta có đây đấy, mà ta còn đồ nigai tashimasu.